Hi, rất vui được gặp lại cô chú, anh chị và các bạn trong video mới của ngày hôm nay. Cô chú, anh chị và các bạn có để ý không là trong cái đoạn nhạc á, cái đoạn video mở đầu intro giới thiệu á, là hôm nay là cái tiếng nhạc đã nó nhỏ lại rồi. Tại vì mình cũng tiếp nhận ý kiến của một số anh chị á, là cái đoạn nhạc mở đầu nó quá lớn, trong khi cái tiếng mình nói nhỏ, cho nên là nó hơi bị chênh nhau, cho nên là hôm nay mình đã sửa lại cái tiếng nhạc cho nó nhỏ lại rồi. Hy vọng là mọi người sẽ không có bị đau tai vì cái đoạn giới thiệu đó. Hiện giờ thì ở Cali đã bớt nóng rồi mọi người ơi. Khí hậu thời tiết hiện giờ là nhiệt độ khoảng 80 mấy độ F thôi, so với lại tuần trước là có khi 100 mấy độ. Nhân đây thì mình cũng sẽ trả lời câu hỏi của một số cô chú anh chị đã đặt câu hỏi trên cái phần mà bình luận comment ở YouTube á. Thì tại vì mình không có đọc hết được những cái bình luận đó đâu. Nhiều khi là có cả tháng mình mới đọc một lần, cho nên là nếu cô chú anh chị và các bạn nào mà cần cái vấn đề nào mà gấp á, muốn hỏi mình liền thì nên gọi trực tiếp số phone của mình ha. Không nhất thiết phải là mua cây, nhưng mà mọi người gặp cái vấn đề gì, cây của mọi người bị vấn đề gì á, mà cần hướng dẫn liền thì nên gọi trực tiếp vào số phone của mình để mà mình có thể hướng dẫn cho mọi người. Chứ nếu mà mọi người viết bình luận và mọi người đợi đó, nhiều khi là phải rất là lâu mình mới đọc, thì đến lúc mình trả lời thì nhìn nó có thể xảy ra cái trường hợp là nó muộn rồi, không có cứu được cây nữa. Thì trong những cái ngày nóng vừa rồi đó, nhiều cái câu hỏi mà cách đây vài hôm thì mình có đọc bình luận những cái câu hỏi mà được đặt nhiều nhất á, của mọi người gửi đến mình, đó là trời nóng quá và cái lá nó bị cháy khô hết, hoặc là cây tự dưng bị vàng lá hết, hoặc là những cái trái á, toàn bộ cây như là mãng cầu nè, nhãn nè, trái bị rụng hết thì phải giải quyết như thế nào. Vào những ngày nóng á, mọi người sẽ mình hạn chế không có chuyển cây sang chậu lớn, không có xuống đất cây, tức là ngưng những cái hoạt động đó. Mình cũng không hạn chế, đừng có bón phân gì nhiều hết á. Nếu mà trời nắng quá đó, nó rọi thẳng trực tiếp xuống cây á, thì mọi người có thể dùng những cái dù, những cái tấm bạc hoặc là những cái tấm lưới đó để mà che cây cho nó đỡ bớt bị nắng ha. Đối với những cái cây mà trồng ở trong chậu á, mọi người có thể dùng cái cách là mình dùng những cái tray, xong rồi mình đổ nước ở phía dưới, và mình sẽ để cái chậu cây của mình lên cái tray đó để nó giữ được cái độ ẩm. Đây mới giống như là cái hình nè, mọi người có thể xem hình, mình có thể dùng cách này. Hoặc là đối với những cái cây mà xuống đất thì mọi người có thể dùng những cái bìa mà cạc tông á, để che quanh cái gốc cây lại, cho nắng nó tránh cái nắng nó rọi trực tiếp vào, nó làm mất nước. Một cái vấn đề mà mọi người cũng cần phải lưu ý nha, vào những cái ngày nóng á, thường thì cây nó có thể bị rủi ro đối với những cái cây mà nó thiếu kali. Cho nên là mọi người lưu ý là cứ 3 tháng một lần mình nên bổ sung kali cho cây. Thì mình dùng những cái phân kali hoặc là những cái phân mà cái ba số mà số ở cuối nó cao đó mọi người. Thường là số đầu là N, số giữa là B, phía sau số cuối cùng là K. Thì K đó là kali. Thì kali nó sẽ giúp cây dẫn nước lên thân để nuôi lá nuôi trái, cho nên là nếu mà thiếu kali á thì nó rất là nguy hiểm cho cây, đặc biệt là vào nóng á. Hey, đây cho mọi người nhìn thấy một trong những cái hậu quả để lại sau cái mùa nắng vừa rồi của vườn mình, đó là cái cây nhãn này. Cây này thì rất là lớn rồi mọi người, cũng cả gần 10 năm rồi, trồng chậu 10 năm hơn rồi, lớn lắm. Thì cách đây khoảng chừng một tuần á, cây hiện nó cây đang rất là lớn nha, lá xum xuê, trái đầy cành. Mình nhớ mình có khoe trong cái video cách đây không lâu á, thì tự dưng lá nó vàng
trái nó bị héo, nó chưa có trái, chưa có lớn nhưng mà nó bị khô héo hết luôn, bị toàn bộ nguyên một cây luôn. Thì cái này là trường hợp cây nó bị sốc nhiệt nè mọi người, do nắng quá. Đó, đối với những cái trường hợp mà không phải chỉ là cây nhỏ mà những cái cây lớn như vậy cũng hoàn toàn có thể bị rủi ro trong những cái ngày nắng nóng mọi người nha. Nếu mà mình rơi vào cái trường hợp này thì mọi người sẽ cắt toàn bộ lá vàng với lại trái của cây, mình chỉ chừa lại khoảng vài lá trên cái phần đỉnh thôi, không có chừa nhiều. Đó, cái này là hôm qua là mình phải hy sinh cắt hết toàn bộ lá nhánh với lại rất là nhiều trái luôn. Đó, và chúng ta miễn sao thân nó còn tươi là mình có thể dưỡng lại được ha. Đó, thì sau khi mà mình đã cắt hết những cái phần nhánh lá trái đó đi á, thì chúng ta có thể tưới đây, cái này là cái phần bên mình dùng để tưới giúp cho cây nó phục hồi rễ nè, giúp nhanh đâm những cái lá và nhánh mới. Đây này, mọi người thấy không, số giữa và cái số cuối của nó cao, số cuối, số giữa thì giúp dẫn cây dẫn phân nè, còn cái số cuối thì nó sẽ giúp cây dẫn nước tốt. Thì đây là cái loại phân organic bên mình hay dùng, nó giúp cho cây về rễ, về nhánh, về lá rồi dễ ra hoa. Khi có hoa thì nó giúp dễ đậu trái, rất là nhiều công dụng luôn. Thì hiện giờ ở những cái group về trồng cây mọi người đang share về cái phân này rất là nhiều. Nếu mà những cô chú anh chị và các bạn nào mà muốn dùng loại phân này á thì có thể đến vườn mình ha. Tại mọi người nếu mà tìm ở Home Depot lâu rồi thì không ra được cái loại này đâu, cái này chỉ có những cái nhà vườn như mình á dùng. Thì bên mình có thể share lại cho mọi người nếu mà mọi người ở gần khu của mình. Còn nếu mà cô chú anh chị các bạn nào ở xa đó thì mình có thể dùng một cái loại khác, có thể mua ở Home Depot và Lowe. Đây là cái này đây. Cái này thì nó gọi là vitamin B1, dùng khi mà nó rất là tốt cho rễ. Mình dùng khi mà mỗi lần mình sang chậu hoặc là xuống đất, hoặc là cây nó bị yếu thì giúp rễ phục hồi. Đó, thì chúng ta có thể tưới cái này, mỗi lần tưới nước thì có thể pha B1, nếu dùng placo thì pha placo để tưới ở dưới gốc cây á. Đây là cái cây vải mà khoảng chừng vài tháng trước nó cũng bị cái tình trạng tương tự là sốc nhiệt và cái lá của nó bị vàng hết toàn bộ tất cả lá luôn. Thì mình cũng áp dụng cái cách giống như là đối với cây nhãn vừa rồi á, bỏ hết lá, cắt những cái nhánh không có cần thiết đi, xong rồi mình tưới placo. Thì mọi người thấy là bây giờ cây nó đã hoàn toàn hồi phục rồi nè, rất là nhiều lá mới, lá ra nó, mọi người có thể thấy không, toàn bộ là lá non hết đó, nó mới ra. Thì hy vọng cái hướng dẫn của mình á có thể giúp cho các anh cô chú anh chị và các bạn, nếu mà ai đang gặp cái trường hợp mà cây bị như vậy thì có thể cứu được cây ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào nội dung chính của video như mọi lần, tức là giới thiệu về những cái loại cây mới vừa về ha mọi người. Thì trong cái đợt hôm qua là mình về, giống như là đầu video mọi người thấy đó, mình giới thiệu đến hình ảnh những trái mận. Thì cái đợt hàng hôm qua mình về toàn là mận mọi người ơi, rất là nhiều mận luôn. Và mận đợt này size lớn là chủ yếu mọi người nha. Chắc là chuẩn bị đổi tên vườn thành là mận nursery mất rồi mọi người. Không có lấy tên Việt Garden nữa mà là mận Garden hoặc là mận nursery thôi. Tại vì vườn bây giờ ngập mận là mận mọi người ơi. Đây mọi người có thể thấy một cái trái mận Thái Long Green đang còn ở trên cây. Đó, chỉ có vài cây có trái như vậy thôi, nhìn rất là cưng luôn mọi người. Thì mọi người lưu ý đối với cái giống mận Thái Long Green này ha, thì mọi người phải đợi, hay còn gọi là An Thái Xanh á, mọi người phải đợi lúc mà cái trái nó chuyển sang cái màu trắng thì mới ngọt mọi người nha. Cái giống mận Green Diamond nó cũng sẽ chuyển sang trắng giống như là Thái Long Green vậy đó, nhưng mà cái độ ngọt của Thái Long Green nó ngọt hơn hẳn so với lại Green Diamond. Trái nó cũng dài hơn nữa, trái nó dài hơn.
và cũng nhiều hình dáng lắm, có trái nó hơi u u vậy, có trái nó ốm nhơm luôn và có trái nó cũng sẽ mập hơn. Cái này là cái size này là cái độ mập của nó là ở giữa rồi đó, nó không quá mập cũng không quá ốm. Thì đó, như là hình dáng nó cũng sẽ chia thành ba cái hình dáng như vậy. Đây, trái rất là lớn nè mọi người. Cây này nó khoảng chừng tầm 4-5 feet. Đó, mọi người phải lưu ý là đợi trái nó chín hẳn, ăn nó ngọt đối với tất cả các loại mận luôn. Chứ không riêng là mận này ha, thì mình sẽ cảm thấy nó, cái cảm nhận được cái độ ngọt của nó thay đổi rõ rệt khi mà trái nó chưa chín hẳn và cái trái chín hẳn. Ngoài cái vấn đề là nó đổi màu thì mọi người cũng phải ngưng nước trong vòng một tuần trước khi hái, thì cái độ ngọt, độ đậm đà nó tăng rất là nhiều. Đó, thì đây là những cái cây mận Thái Long Green đang thái xanh. Cây này lớn, thân rất là to. Là những cái toàn bộ là hàng chiết hết mọi người ha, và là chiết lâu năm. Đó, còn vẫn còn ở trong chậu nhỏ, cho nên là về mọi người cần phải thay chậu liền. Và lúc mà thay chậu đủ đất rồi, mọi người sẽ thấy là cái tỷ lệ cây phát triển nó rất là nhanh luôn á. Cây nào cũng tầm khoảng 4-5 feet và lá nó xum xê từ dưới lên trên. Cây rất là đẹp. Và tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một cái giống mận mới lần đầu tiên được bán tại Việt Garden. Hàng vừa về hôm qua luôn và cây nào cũng lớn mọi người nha. Mọi người nhìn cái gốc nó này, rất là xum xuê luôn. Cây cao tầm khoảng 5 feet hơn á. Cây nào cũng xum xuê hết. Đó. Mọi người thấy không? Dáng đẹp, góc đẹp. Đây là mận một cái loại, một trong những cái giống mận xanh và nó trái nó cực kỳ to, gần như là to nhất trong các giống mận xanh á. Tên của nó là Giant Green. Và những cái hình mọi người đang thấy là hình từ cây mẹ. Ăn rất là ngọt mọi người ha. Và nếu mà cái trái nó ra đó, thường là nó sẽ cái đợt chín tất cả các loại mận luôn. Cái đợt chín của nó là vào mùa hè. Thì đối với cái giống này á, đợt chín của nó là trái nó sẽ không có hột mọi người nha, hoàn toàn không hột. Nhưng mà cái đợt phụ nó ra vào khoảng mùa thu á, sau đợt chín á, thì có thể sẽ có những cái trái nó có hạt. Trái lớn đặc ruột, nếu mà ra đợt chín rất là ngọt và nó giòn nữa mọi người. Cắn vào vừa giòn mà lại vừa nhiều nước. Mùi thơm của mận. Một trong những cái giống mà nếu mà ai yêu thích dòng mận xanh á thì nên tìm hiểu hoặc là trồng cái giống này mọi người ha. Được cái là cây lớn rồi mọi người trồng sẽ nó nhanh có trái. Những cái cây như vậy thì chắc chắn là năm sau nó sẽ có trái rồi. Cây rất là khỏe luôn mọi người. Đây thêm một cây Giant Green, tức là mận xanh mà khổng lồ đó. Cái gốc nó khoảng ngón chân cái rồi mọi người. Và mọi người nhìn thấy những cái thân, cái nhánh tu tủ này rất là đẹp. Một cái giống mới cho cô chú anh chị các bạn nào thích sưu tầm những cái dòng mận hiếm ha. Hiếm có thể ngon nữa mọi người nha. Cái hiếm thì không ngon mình cũng bỏ qua luôn. Còn đây là một cây mận cũng nằm trong hàng giới hạn, tức là chỉ có 2-3 cây thôi, không có nhiều. Cây này cao khoảng cũng gần 5 feet. Giống mận này là giống thấp thêm chan. Trái màu đỏ và dài. Trái lớn nữa, cũng hoàn toàn đặc ruột mọi người nha. Đây, dòng mận hiếm. Rất là nhiều người tìm kiếm thấp thêm chan.
Lại thêm một cây mận thấp thêm chan. Cây này bự hơn cây kia và xum xuê hơn cây kia hẳn luôn đấy. Cũng cao khoảng 5 feet mọi người. Kế bên là một cây mận An Phước ha. An Phước loại cũng trái màu đỏ đặc ruột và cực kỳ giòn. Trái dài mọi người nha. Cái độ giòn, độ đặc của An Phước là mình nghĩ là nằm ở trong những cái loại mà top đầu đó về cái độ giòn đặc ruột. Và dĩ nhiên là nó cũng rất là ngọt mọi người ha. An Phước nổi tiếng là ha, ngọt giòn đặc ruột. Một cái cây mận An Phước lớn. Cây này cao khoảng gần 4 feet. Còn đây là một cây mận Black King Kong lớn. Gốc to lắm rồi, cỡ cổ tay á. Cái này là không thể ship xuyên bang được rồi mọi người. Cái này chỉ có thể local pick up thôi. Chỉ một cây duy nhất mận lớn Black King Kong. Còn nếu mà cô chú anh chị nào mà ở bang khác mà muốn cái loại mà Black King Kong này á, cái này được ưu điểm của nó là nó không có rụng trái, rất là đặc biệt, và nó cũng không hạt luôn mọi người nha. Màu đỏ giống như hình. Thì nếu cô chú anh chị nào ở bang xa đó mà muốn thích cái Black King Kong này thì cũng còn khoảng được 2-3 cây gì đó, size khoảng chừng tầm 4 feet, góc cũng cỡ gần ngón chân cái đó. Thì những cái cây đó có thể ship được, còn cây này thì quá lớn rồi. Đây, cây này là cây Black King Kong nè mọi người, size này có thể ship được nè, cây nhỏ hơn cái cây lớn hồi nãy. Còn cây này là một cây mận Thái trắng, trái lớn. Đây, mận Thái màu trắng rồi nha, rất là xum xuê. Còn đây, đây là một cây mận Vú Bò. Cái này cũng thuộc dòng của Thái Long Green, nhưng mà Thái vì hồi nãy cái mận mà ngay đầu cái cây đầu tiên mà mình giới thiệu á, nó là An Thái Xanh á, thì nó chỉ chuyển sang màu trắng thôi. Còn An Thái Vú Bò thì nó sẽ chuyển được sang màu hồng mọi người nha. Hình dạng trái thì nó cũng y như là thằng An Thái Xanh, tức là nó sẽ có mọc lùm lùa, mọc mọc rất là mập, rồi thêm mọc vừa vừa, xong rồi ốm dài đó. Thì mình có cái hình của đầy đủ các loại trái của nó đó, với cái mận Vú Bò này nè cho mọi người xem. Thì cái này là An Thái Vú Bò. Cùng dòng họ với lại cùng dòng họ Thái Long Green với lại An Thái Xanh. Cây mận An Thái Vú Bò mà size như vậy thuộc loại là lớn lắm nha mọi người. Thường thường nó An Thái Vú Bò nó chỉ có những cái hàng cây chiết nhỏ nhỏ thôi, còn cây như vậy là rất là lớn. Mình dưỡng nó đã được hơn 2 năm rồi đó mọi người. Ở đây có vài cây mận Vú Bò, mận An Thái Vú Bò nữa nè mọi người. Cái size như vậy thì nhỏ hơn cái cây hồi nãy mình giới thiệu một xíu đó. Đây cũng là một cái loại mận mới, hàng giới hạn và lần đầu tiên được bán ở trên thị trường, đó là mận Greenland mọi người. Thì còn gọi là xanh ngọc bích, mận xanh ngọc bích, tại vì cái màu của nó, màu xanh của nó mọi người nhìn nó rất là đặc biệt luôn. Nó giống như cái viên ngọc bích vậy đó. Đó, đây cũng là một cái cây, cây cao khoảng 4 feet nha, mà nó tùm lá hết á. Gốc của nó thì khoảng ngón tay cái thôi mọi người. Mà rất là xum xuê. Rồi cái mận xanh ngọc bích Greenland này thì cũng nằm trong hàng giới hạn, chỉ có khoảng chừng 3-4 cây thôi, không có nhiều.
toàn bộ là cây chiết hết mọi người ha. Mận thái jumbo, cây lớn cũng có luôn, rất là xum xuê. Bây giờ vườn là chằng chịt mận mọi người, chen chúc nhau. Không biết là quay video thì mọi người có nhìn rõ không, tại nó chật kín đó rồi, không có chỗ để mà chen vào quay video luôn á. Cây xum xuê lắm, tán rất là rộng. Thái jumbo thì mình cũng có nhiều lần nói rồi ha, có trái có hột, có trái không hột, nhưng mà cái độ giòn của nó rất là nhiều người mê á, chua chua ngọt ngọt, rất là thơm mùi mận nữa. Rồi thì video hôm nay mình đã giới thiệu tất cả những cái cây giống hoặc là loại mận đã về trong cái đợt hàng ngày hôm qua. Có vài cái loại mận mới cũng đã giới thiệu đến với mọi người rồi. Thì cô chú anh chị hoặc là các bạn nào mà có cái niềm đam mê mận giống như mình á, mọi người muốn có cái loại nào thì vui lòng gọi mình qua số phone 0626416906 mọi người ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video ngày hôm nay, và chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Bye bye.